Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu C6 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 20 đề bài như sau. Trong một hòn bi xe đạp lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, đặt dốc vừa phải, hãy xây dựng một cái phương án thí nghiệm. Phương án nghiên cứu xem là chuyển động của hòn bi có phải là chuyển động thẳng, nhanh dần đều hay không. Và chú ý rằng là chỉ có thước để đo độ dài và đồng hồ để đo thời gian. Chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Trước hết là ta có phương trình chuyển động thẳng nhanh dần đều tổng quát là phương trình chuyển động thẳng nhanh dần đều là x bằng x0 cộng với v0t cộng 1/2 at bình phương. Thì để đơn giản, chúng ta sẽ xét là góc tọa độ theo tại thời điểm mà chúng ta bắt đầu thả bi, tức là x0 bằng 0. Và vận tốc ban đầu thì ta cũng lấy với là giá trị bằng 0 m trên giây, và v0 sẽ bằng 0 m trên giây. Đấy, vậy ta sẽ có x sẽ còn lại là 1/2 at bình phương. Như vậy là các em nhìn vào biểu thức x bằng 1/2 a nhân t bình phương, với gia tốc của một vật chuyển động bến đổi đều thì là đã là không đổi rồi, tức là suy ra tọa độ x tỷ lệ thuận với t bình phương, đúng không? Nghĩa là để kiểm tra xem là hòn bi này có chuyển động thẳng nhanh dần đều hay không thì chúng ta đi kiểm tra x có tỷ lệ thuận với t bình phương hay không. Nếu có thì nó chuyển động thẳng nhanh dần đều, biến đổi đều. Còn nếu không thì đã không phải. Ta có cách tiến hành thí nghiệm như sau. Như đã nói ở trên thì ta sẽ xét, ta chọn góc tọa độ tại cái điểm mà ta thả hòn bi ra, x0 bằng 0, đúng không? Và thứ hai là chúng ta phải thả hòn bi thật là nhẹ để coi như là vận tốc ban đầu v0 bằng 0 m trên giây. Tiếp tục, chúng ta sẽ cho sử dụng thước để đo quãng đường và ấn định những cái quãng đường mà hòn bi sẽ chuyển động được. Ta dùng thước để ấn định quãng đường mà hòn bi sẽ chuyển động. Ta sẽ ấn định những quãng đường có độ lớn khác nhau tương ứng với từng lần thí nghiệm khác nhau. Tức là cái này chúng ta sẽ đo được quãng đường S. Tiếp theo ta sẽ sử dụng đồng hồ. Dùng đồng hồ để đo cái thời gian bi chuyển động hết cái quãng đường mà ta vừa nói ở trên. Hết những cái quãng đường mà ta ấn định, tức là ta sẽ đo được cái thời gian t. Đấy. Và sau đấy chúng ta sẽ xử lý số liệu xem là cái quãng đường mà ta xét có tỷ lệ thuận với t bình phương hay không. Xử lý số liệu xem quãng đường mà ta xét có tỷ lệ thuận với t bình phương hay không, đúng không? Và dĩ nhiên là kết quả nếu như nó tỷ lệ thuận với t bình phương thì chuyển động là chuyển động nhanh dần đều.
của hòn bi là nhanh dần đều. Đến đây chúng ta trả lời xong câu C6.